Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Viện kiểm sát kháng nghị hủy án vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù. Hàng chục chuyến bay chuyển hướng delay do thời tiết xấu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các nghị sĩ Bolivia đấm đá, giật tóc nhau giữa quốc hội. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua 24 tháng 5, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải để giải cứu thị trường bất động sản mà là góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 đến 2030. Trước mắt, các địa phương cần đẩy mạnh việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là tại các thành phố lớn. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương báo cáo định kỳ hàng tháng về tiến độ triển khai, thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung, cô giáo bị tuyên 5 năm tù vì bị cáo buộc chiếm đoạt 45 triệu đồng ở Nghệ An. Theo quyết nghị kháng nghị phúc thẩm này, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Căn cứ để xem xét hủy bản án sơ thẩm bởi quyết định kháng nghị phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét hết trách nhiệm của bà Dung đối với thiệt hại trong vụ án. Đại diện gia đình bà Lê Thị Dung cho biết gia đình mới nhận được thông tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm gửi cho bà Dung và các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, gia đình không tiếp cận được nội dung kháng nghị này do bà Dung đang trong thời gian tạm giam. Sau 2 ngày xét xử hôm qua 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội tuyên án đối với 6 bị cáo được xem xét đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Trong số 5 trên 6 bị cáo được giảm án, có bị cáo Lê Thị Hương, nguyên phó ban kế toán Công ty AIC. Tòa tuyên án bị cáo Hương 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trả tự do ngay tại tòa cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm giam về tội khác. Trước đó, trong phiên tranh luận ngày 23 tháng 5, Viện Kiểm sát đã nhắc đến yếu tố giảm nhẹ cho bị cáo Hương là bị cáo có con trai 14 tuổi đạt thành tích cao trong các kỳ thi toán quốc tế. Theo lập luận của kiểm sát viên, bị cáo Lê Thị Hương cần thời gian ở bên con để động viên con học hành. Vì vậy, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị bị cáo hưởng án treo. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Hàng không Tân Sơn Nhất, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 tới, mưa rào, mưa dông, gió giật có thể xảy ra vào buổi sáng với các khu vực sân bay Phú Quốc, Rạch Giá, Cà Mau và Cần Thơ, xảy ra vào buổi trưa hoặc chiều đối với các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Buôn Ma Thuột, Liên Khương và Côn Đảo. Thời tiết xấu có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay. Trước đó, trong các ngày 16 tháng 5 và 21 tháng 5, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra mưa mạnh kèm dông, gió giật mạnh, tầm nhìn xuống dưới ngưỡng khai thác tối thiểu sân bay. 12 chuyến bay bị trì hoãn và 7 chuyến bay phải chuyển hướng đi sân bay dự bị. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm qua 24 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hà Nội đã chặt hạ 3 cây sưa đỏ quanh bờ hồ Gươm sau nhiều năm bị chết khô. Mỗi khúc cây cắt xuống đều được kiểm đếm, đo kích thước, ghi biên bản. Việc chặt hạ vẫn sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 25 tháng 5. Phần gỗ sau khi chặt hạ được bàn giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội để bảo quản, tổ chức thanh lý. Tại vị trí chặt hạ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố sẽ cho trồng thay thế bằng cây mới. Quanh hồ Gươm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Loại cây này thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị kinh tế cao và bị cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 24 tháng 5 đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vi Hoàng Lâm, 17 tuổi, ngụ xã Đắk Rông, huyện Cư Trút, tỉnh Đắk Nông, 11 năm tù giam về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, thấy thông báo đang tuyển người sang Campuchia việc nhẹ lương cao, ML, tên viết tắt, 14 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhắn tin qua Facebook xin Lâm đi làm. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Lâm giao cháu L cho một người tên Yến để vượt biên sang Campuchia. Yến đã chuyển cho Lâm 18 triệu đồng. Sau khi sang Campuchia và biết mình bị bán vào công ty của người Trung Quốc, nên Lâm đã liên lạc cho gia đình chuộc về với số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, Lâm được người thân và công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu, đưa về Việt Nam. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa qua có 3 gia đình trú ở Hà Tĩnh và 1 gia đình trú tỉnh Đắk Lắk đến công an trình báo việc 5 người con của họ bị lừa sang Lào làm việc. Những nạn nhân này đang bị các đối tượng đe dọa, đánh đập, khống chế, yêu cầu gia đình chuyển 2,5 tỷ đồng tiền chuộc thì mới thả người. Điều tra ban đầu cho biết, qua các trang mạng xã hội, kẻ xấu đang quảng cáo tuyển người đi làm việc tại Lào đối với lao động trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi. Để tạo niềm tin với các nạn nhân, trong vòng 3 tháng đầu sau khi sang Lào, những lao động vẫn liên lạc được với gia đình, được các đối tượng bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương. Hôm qua ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692 thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy. Tổng số gỗ bị cưa hạ là 84 cây, khối lượng hơn 147 mét khối. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Thụ, 48 tuổi, ngụ Thanh Hóa, 8 năm tù, Lê Văn Thọ, 40 tuổi, 7 năm tù và Đỗ Văn Long, 38 tuổi, cùng ngụ xã Ia Phan, huyện Chư Pư, 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Riêng bị cáo Võ Văn Đức, 41 tuổi, ngụ Gia Lai, được xác định là chủ mưu trong vụ án đang bị truy nã. Khoảng 13 giờ 20 phút hôm qua, 24 tháng 5, trên địa bàn thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Bình, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước và Phạm Tiến Dũng, cùng sinh năm 2000, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đi ô tô biển số 51K03333 đến một điểm giao dịch Viettel. Hai thanh niên vào bên trong dùng dao khống chế nữ nhân viên tại điểm giao dịch trên để cướp tiền và bỏ chạy. Công an thị trấn Tân Bình cùng người dân đã bắt giữ được Bình và Dũng cùng tang vật là khoảng 100 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh, đồng thời mô tả mối quan hệ song phương hiện ở mức cao chưa từng thấy. Các biên bản ghi nhớ được ký kết bao gồm một thỏa thuận tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, hiệp định xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc và một thỏa thuận khác về hợp tác thể thao. Thủ tướng Mishustin là quan chức cấp cao nhất của Nga đến thăm Trung Quốc kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Nga cũng thể hiện mong muốn cùng Trung Quốc chống lại những thách thức liên quan đến sự hỗn loạn, gia tăng trên trường quốc tế và áp lực từ phương Tây. Phát biểu tại hội nghị ở Doha, Qatar ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Ukraine không thể thắng trong xung đột với Nga. Theo ông Orbán, chiến sự Ukraine là kết quả của thất bại ngoại giao và trái tim chúng tôi hướng về Ukraine. Nhưng phương án giải quyết mọi việc trên chiến trường rõ là không hiệu quả. Thủ tướng Hungary cũng cho rằng phải ngăn chặn việc leo thang chiến sự và ủng hộ hòa bình, đàm phán hướng tới một hiệp ước an ninh giữa châu Âu, Nga và Washington phải can thiệp để chấm dứt chiến sự. Bộ trưởng Chính phủ Bolivia Eduardo Del Castillo vừa được Quốc hội Bolivia triệu tập để báo cáo về việc Luis Fernando Camacho, cựu thống đốc vùng Santa Cruz và là chính trị gia đối lập hàng đầu, bị kết án tù 12 tháng với cáo buộc âm mưu đảo chính. Ông Del Castillo bảo vệ phán quyết đối với cựu thống đốc, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Cremos, đảng của Camacho, gọi họ là nhóm cực đoan, trộm cắp, bạo lực,
chuyên tức đoạt tiền của người dân Bolivia. Trong lúc ông phát biểu, một nhóm nghị sĩ đối lập trưng biểu ngữ phản đối án tù với Camacho và ảnh chân dung Dan Castillo kèm dòng chữ bộ trưởng khủng bố. Khi một số nghị sĩ ủng hộ chính phủ cố giật lấy biểu ngữ, khoảng 20 nghị sĩ, chủ yếu là phụ nữ, lao vào đánh nhau. Hôm qua, 24 tháng 5, Hải quân Sri Lanka cho biết họ đã xác định được 14 thi thể trong con tàu cá Trung Quốc gặp nạn. Con tàu Lupengyuanyu 028 bị lật ngày 16 tháng 5, trong đó có 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines. Tai nạn xảy ra trong vùng biển cách thành phố Perth của Úc khoảng 5.000 km. Tín hiệu khẩn cấp từ con tàu được phát hiện từ tuần trước khi cơn bão Fabian tạo nên những đợt sóng cao đến 7 mét và sức gió tới 120 km/h. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kết luận rằng tất cả đều đã thiệt mạng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!